cao và khác nhau về đại thể giữa u nâng nước và u nâng nhà. Bây giờ sẽ mời một bạn trình bày sự giống nhau và khác nhau, các bạn khác nghe và bổ sung. Bây giờ sẽ gọi bạn là Trung Phong, người ở phía giữa, mời bạn là ở giữa của bàn thứ tư, bạn nam như thôi, gọi bạn nam không đeo kính đi. Giống nhau và khác nhau giữa u nang nước, u nang nhảy về đại thể. Tôi đang nói là giống nhau về về đại thể. Đại thể thì không phải là nó cũng rất rất thường gặp, nó gọi là giống nhau đại thể đâu. Và cái khác nhau nữa đấy là
cái chất chứa bên trong. Trong u nấc nước chỉ là gì thôi, chỉ là gì trong hoặc màu sô cô la, đúng không? Rồi đi. Nên đối với u nấc nhầy, trong nó chứa là gì? Chứa là dịch nhầy, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là một u đang nhầy, kích thước rất lớn, bề mặt thì có nhiều thứ phồng lên, đúng không? Và vỏ của nó thì diện dày. Trong này có thể chia thành nhiều diện, nhiều múi, nhưng ở đây chúng ta không nhìn rõ cái đấy. Quan trọng chúng ta nhìn thấy cái chất chứa bên trong nó đặc sánh như là diện, như là thạch. Ăn thạch bao giờ chưa? Thế thì đây thường là trong trường hợp là người ta đã cố định vào các môn rồi, còn trong trường hợp mà có rất nhiều trường hợp mới bổ ra cái chất nhầy nó chảy ra, nó giống như là các bạn ăn chè bưởi bao giờ chưa? Đấy, nó giống như là cái chè bưởi các bạn ăn đấy. Đấy, về đại thể thì nó như thế. Còn về vi thể, vi thể thì mời các bạn đọc ở vi thể xem là nó giống và khác nhau so với vi thể của u nấc nước mà giống và khác nhau cái gì? Sơ, và bên trong nó cũng là gì? Là lớp biểu mô. Nhưng nó khác nhau là ở lớp liên kết sơ thì nó có gì? Dày thì nó có nhiều kết quả hơn. Đấy. Thế còn lớp biểu mô thì nó khác nhau bởi cái gì? Tế bào. Đúng không? Tế bào biểu mô ở đây nó là tế bào gì ạ? Nó là tế bào trụ sáng. Còn trên này nó chỉ là tế bào gì thôi? Tế bào trụ thôi. Còn ở dưới này nó là những tế bào trụ sáng. Rồi những tế bào gì ạ? Tế bào hình chén. Ngoài ra nó có thể có những tế bào ưa vàng. Tế bào Kuczynski. Và những tế bào gì ạ? Hornet. Thế thì cái tế bào trụ ở đây nó khác tế bào trụ ở trên đây, là nó là tế bào trụ sáng. Bào thương nó chứa đầy chất điện, chất nhầy ở cực ngọn, nên là nó gì ạ? Nó sáng màu và nó đẩy lệch nhân tế bào xuống điện, xuống đáy. Đấy, nó khác so với cái tế bào trên kia. Tế bào chén thì bản chất của nó chính là tế bào trụ, nhưng mà nó đã diện cái chất nhầy nó được thoát ra đi ra khỏi tế bào. Đấy là cái cấu tạo về mô học của u nấc nhầy. Được chưa? Thế và cũng tương tự là ở cái vùng mô đệm của biểu mô này, nó cũng có chứa rất nhiều mao mạch. Đấy. Nguyên nhân của cái việc là mao mạch có nhiều là tại vì gì ạ? Tại vì tế bào chế nhầy nó đòi hỏi cần gì? Cần nhiều năng lượng hơn, nên là nó đòi hỏi cái nguồn cung cấp của nó phải diện phong phú hơn.
Như đây các bạn nhìn thấy đây. Các bạn nhìn thấy là cái lớp biểu mô. Lớp biểu mô ở trên gồm những tế bào hình trụ sáng. Đấy, cực ngọt nó sáng đây nhân đẩy xuống điện. Lúc đấy. Và ở trong trường hợp này thì nó có hiện tượng và có sản xuất ra. Bởi vì tế bào nó tăng sinh rất là nhiều. Đấy, nhiều lớp khác nhau. Dưới này là lớp mô đệm của nó. Đấy. Cái này nó chính là diện. Cũng là tế bào biểu mô nhưng mà nó tạo thành nhú. Nhú đến khi chúng ta cắt thì cắt thành cái nhú cắt diện. Ngang. Bao về u nhú chưa? Đấy. Thế còn dưới này là diện. Đây là diện. Góc này. Góc này chính là lớp diện. Lớp diện kết sơn. Đấy. Ở tiêu bản này chúng ta nhìn thấy các tế bào biểu mô trụ đây, trụ sáng. Và ở dưới thì nó có nhiều mạch máu. Nó chứa các diện. Hồng cầu. Mạch máu tăng sinh nhiều hơn. Thế thì chúng ta phải phân biệt được về đại thể, về vi thể, giữa u năng nước và u năng nhân. Phân biệt một cái chi tiết thì chúng ta sẽ nhớ được. Tốt. Không. Rồi chúng ta đi vào năng u thứ 3, là u năng bi. U năng bi. Thế trước khi vào u năng bi thì xin hỏi các bạn là chúng ta đã được biết có mấy loại sinh đôi? Sinh đôi gì ạ? Sinh đôi khác chứng. Đúng không? Nhưng mà về đặc điểm về giải mẫu thì có thể là sinh đôi gì? Rời ra và sinh đôi gì? Dính với nhau, đúng không? Thế và đây nó cũng là một cái loại nữa là nó tạo thành hai cơ thể từ trong giai đoạn bào thai, nhưng một cơ thể nó phát triển không đầy đủ, nó chỉ có một bộ phận nào đó và cái bộ phận đấy nó bị túi hóa lại và nó lại nằm ở trong cơ thể kia. Đây, nằm trong cơ thể kia. Nó trở thành người ta gọi là một u quái. Thế và chúng ta thì gọi nó là u năng bi. Và u năng bi thì nó có hai loại. Là u năng bi đơn giản và u năng bi phức tạp. Thế thì cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi mấy lá thai? Ba. Hình thành bởi ba lá thai. Và ngoài là gì ạ? Ngoại bi phát triển thành cái gì? Da, da, lông tóc, máu, thần kinh ngoại biên, vâng. Cái thứ hai là diện lớp thứ hai là gì? Trung bì phát triển thành diện. Phát triển thành các mô liên kết. Trong đó nó có những loại mô liên kết nào? Nó gồm những loại loại nào? Mô xương, mô sụn, mô sơ, mô cơ, mô mỡ đều là những mô gì? Mô liên kết. Được chưa nào? Và lá thai trong cùng là gì ạ? Nó bì thì phát triển thành gì? Thực tại. Được chưa nào? Thế thì đối với u năng bì này, đấy, nó cũng được sinh ra từ những lá thai đấy. Do đó nên là cái thành phần của u năng bì nó cũng có tất cả những thành phần gì đấy của một người trưởng thành, nó đều có thể có. Ví dụ như là nó có thành phần từ ngoại bì thì nó phát triển thành da, lông tóc móng thì ở đây nó cũng có thể có da lông tóc móng ở trong cái u đấy. Đấy. Người ta gọi nó là u năng bi. Thì nguồn gốc của nó là nó sinh ra từ các lá thai. Tuy nhiên thì một cái điều là thấy rằng là gì? Bao giờ u nó cũng có thành phần của diện
của lá thanh ngoài, nó là thành phần của da hoặc như mạch. Đấy, da hoặc như mạch thì dựa vào cái thành phần cấu tạo của nó, nếu u chỉ có thành phần cấu tạo từ lá thanh ngoài thôi thì người ta gọi là u lông bì đơn giản. Còn nếu u có cấu tạo, thành phần cấu tạo của nó từ nhiều lá thanh khác nhau thì người ta gọi là u lông bì phức tạp, hay người ta gọi một cái tên khác là teratom. Bây giờ chúng ta đi lần lượt từng mặt một. Thứ nhất là u lông bì đơn giản. Thì về đại thể của nó cũng là một cái u hình túi được bao bọc bởi một cái vỏ mặt ngoài thì nhẵn, vỏ dày, màu sắc của nó là giống như màu da. Đấy, mặt trong cũng nhẵn và từ mặt trong thì có những lông tóc mọc ra và có thể dài, có thể nhiều, cuộn lại thành từng búi ở bên trong u. Ngoài ra thì còn có các chất bã. Thế thì các bạn tưởng tượng như thế này, đơn giản như thế này. Bây giờ cái u này nó giống như kiểu là chúng ta lột cái da đầu thôi. Xong bắt đầu chúng ta cuộn lại trong, xong mà khâu lại, nó đàng hoàng, bắt đầu mài nhẵn bên ngoài, thế là nó tạo thành cái u lông bì đơn giản. Được không? Thế thì bổ ra thì nó cũng có lông tóc nó mọc ra từ bên kia, mặt trong của vỏ u. Đấy, và cũng có chất bã. Chất bã bản chất của nó chính là gì? Là chất của các tuyến phụ thuộc da, như tuyến bã, tuyến mồ hôi. Cái như mùa đông này mà ai mà sợ lạnh như khoảng nửa tháng mà không tắm ấy, thì đến khi mà có tí nước nóng mà tắm là hiện tượng tắc thống ấy. Thì nó chính là cái chất này này, chất bã này. Đấy, thì đây là u này, mặt ngoài này trông giống như da đúng không? Đấy, mặt trong chứa chất bã này, lông tóc này, được chưa này? Cái điều chúng ta nhìn thấy một cái u này thì đôi khi nó là đơn giản, nhưng mà cái u này thì nó lại nằm ở diện ở bù trứng, nằm ở bên, tức là do bên cạnh bù trứng, hoặc là nó nằm ở trên bù trứng, nó phát triển to lên thành là cuối cùng là thành cái bù trứng đắng với nó. Đấy, các bạn có hiểu không nào? Chưa thì bỏ cái này nó nằm ở trong bù trứng thì nhiều bạn để bảo ô cái bù trứng nó to thế kia, đúng không? Đấy. Thì đây là u lông bì đơn giản. Về vi thể. Vi thể thì u nó cũng chia thành diện. Vỏ u nó được cấu tạo bởi gì? Cũng bởi hai lớp. Ngoài cũng là gì? Vỏ sơ, lớp liên kết sơ. Và bên trong cũng là lớp gì? Lớp biểu mô. Nhưng ở đây biểu mô đấy, nó lại là biểu mô gì? Biểu mô lát tầng. Có thể sừng hóa hoặc không sừng hóa. Nó cũng giống như là biểu mô ở cơ thể chúng ta thôi. Đấy, nếu mà cái u này nó có nguồn gốc từ thay từ da thì nó có thể diện sừng hóa, nhưng mà nó từ niêm mạc miệng thì nó diện nó không sừng hóa, hoặc từ cổ tử cung thì nó có thể diện không sừng hóa, được chưa nào? Đấy, ngoài ra thì còn có ở dưới mô đệm của nó, đó da thì nó cũng tạo vùng cái lớp biểu mô vảy thì nó gồm mấy lớp? Biểu mô lát tầng này gồm có gì? 5 lớp đấy, nhá.
lớp đáy này, lớp sinh sản hay là matrigi tầng hai này, được không? Đến rồi ạ, lớp hạt này, lên lớp bóng này, lên lớp sừng, được chưa nào? Đấy, thế mà trên này là lớp biểu mô nhé, sau đó là đến lớp gì ạ? Mô đệm, đúng không? Mô đệm, rồi đến lớp mô liên kết mỡ ở dưới, đúng không? Tạo thành lớp da. Thế thì dưới mô đệm này nó có các tuyến phụ thuộc da, nó có các tuyến gì ạ? Tuyến bã, đúng không? Là tế bào nó sắp xếp này. Rồi tuyến gì ạ? Tuyến mồ hôi và gì? Và nang lông. Đấy, lông nó có thể là nó xuống tới đây, đúng không nào? Nó kéo cái lớp biểu mô xuống dưới chân này, đấy chưa? Đấy, nó kéo cái lớp biểu mô này xuống. Đấy, đấy là về mô học bình thường thôi, không có gì lạ cả. Thế nhìn có vẻ chăm chú lắm. Cái này thầy Bái thầy dạy cho lâu rồi, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây nó cũng có những thành phần đầy đủ như thế. Đây, đây là mặt trong nhé. Thì nó cấu tạo bởi lớp gì ạ? Biểu mô nát tầng đây. Nát tầng này có sừng hóa hay là không? Có sừng. Có đúng không? Bằng chứng là gì ạ? Thế bằng sừng nó bong ra đây, đúng không? Đấy. Dưới nó là lớp mô đệm. Mô đệm, tất cả đây là mô đệm. Mô đệm nó chứa các tuyến. Ở đây là tuyến gì ạ? Tuyến này là tuyến bã nhá, tuyến bã chứ không nhầy nhất hình cả, tuyến bã đấy. Thế là ở đây nó cũng có nang lông đây, được chưa nào? Đấy, thì đây nó chính là về thi thể của cô Long Bì đưa ra. Đấy, thi thể cô Long Bì đưa ra. Thế thôi, ngoài ra nó không có thành phần gì khác. Còn nếu nó có thành phần gì khác thì nó sẽ trở thành u nang bì diện, u nang bì phức tạp. Vậy thì u nang bì phức tạp nó sẽ gồm những cái gì? U nang bì phức tạp theo định nghĩa. Thế này các bạn sẽ làm lại cái định nghĩa này đi học thứ hai. Định nghĩa này các bạn nhớ là nó gồm có bảng đặc điểm. Một, nó là một túi, nó dạng túi. Thứ hai là nó quái dị. Thứ ba là nó được sinh ra từ giai đoạn gì? Bào thai. Thứ tư là thành phần cấu tạo của nó gồm việc các lá thai khác nhau nên là gọi là nó rất phức tạp. Thứ năm là nó tạo thành những cái thành phần rất hoàn thiện, rất trưởng thành. Ví dụ như là một ngón chân, một ngón tay nó nằm ở trong đấy, có cả móng, có cả thậm chí là vân tay mình biết có hết, còn vân đẹp hơn vân tay các bạn. Nên là nó là trưởng thành. Thứ sáu là tất cả những cái quái dị như thế, những cái phức tạp thế nhưng mà nó đều mang đặc điểm của diện lành tính. Và thứ bảy là nó hay gặp ở gì? Đấy, nó bảy đặc điểm nó tạo lên một cái gần như là một định nghĩa cho cái keratin. Thế thì về đại thể nó cũng cấu tạo như u nang bì đơn giản, nhưng mà hình dáng của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào những thành phần nó chứa ở bên trong. Nếu bên trong nó lại là một cái xương đùi thì cái u nó sẽ dài ra. Nhưng bên trong của nó lại là một cái sọ. Thì nó gì? Sọ. Đấy. Thế là thành phần bên trong thì ngoài những thành phần có của u lông bì đơn giản như là da, như là lông, tóc, móng thì nó có những thành phần của những lá thai khác. Đấy. Thành phần những lá thai khác là gì? Ví dụ như ở trên này các bạn nhìn thấy ở đây có một nửa hàm răng,
một răng, hai răng, ba răng, bốn răng, năm răng. Năm răng rất đẹp, xếp thành một nửa hàm răng. Đấy, cậu quay lại, ít chất bã. Ít chất bã. Có lơ khơ một vài sợi tóc, sợi lông. Đấy. Thế thì bổ ra như thế thì chúng ta khẳng định luôn có u nơ bì gì rồi. U bì phức tạp rồi. Đấy. Thế có lông tóc chứ, là khẳng định là nó có thành phần gì? Ngoại bì. Đúng không? Thế có răng, tính là gì? Thành phần của diện trung bì. Như thế chúng ta phải diện xác định nó là u nơ bì gì? U bì phức tạp. Đấy. Nó khác với u nơ bì đơn giản là nó có những thành phần của các lá thai khác. Đấy. Có thể có một đoạn ruột, một đoạn, một đám phổi. Đấy. Đúng không? Rồi một ít chất não. Đấy. Thậm chí là nó có thể có những ngón chân, ngón tay. Nó hoàn chỉnh, nó nằm ở trong đó. Người ta gọi là u nơ bì phức tạp. Đây. Đây. Ví dụ như một cái hình này thì chúng ta thấy đây là một u rất to. Ở đây khi chúng ta bổ ra thì thấy cái gì ạ? Đây nó có răng này. Thậm chí là ở chỗ này thấy hai cái răng. Nhưng mà bổ sâu vào những cái này cũng tự nhiên cũng thấy một hai cái răng. Đấy, tức là nó nằm một cách hỗn độn. Nhưng mà nó đều là những răng diện hoàn thiện. Hoàn thiện, nó trưởng thành mà. Đấy. Trên này thì thấy lông tóc này, dưới này thì thấy chất như chất não này. Được chưa? Ở đây chúng ta phải thấy một cái gì đây nữa? Cái này, cái này nó chính là cái dạ dày. Đấy. Chính là cái dạ dày. Mà các bạn nhìn, nếu mà nhìn tại hơi nó hơi sáng, các bạn nhìn thấy rõ cái lỗ môn vị đây. Được chưa nào? Còn đây nếp nhăn của niêm mạc dạ dày đây. Được chưa nào? Đấy. Thế thì dạ dày là nó thuộc gì ạ? Thuộc tạng rồi, thuộc nội bì rồi, đúng không? Thế là đây chúng ta có đầy đủ thành phần của cả ba. Có ngoại bì này, đúng không? Lông tóc này, có gì ạ? Trung bì là răng này. Đấy. Có gì ạ? Nội bì là dạ dày. Như thế thì chúng ta khẳng định nó là u nơ bì diện, u nơ bì phức tạp. Thế thôi. Thế thì hôm sau ở dưới bộ môn một ngày các bạn sẽ được xem về thi thể, về đại thể của cái này. Thế chưa? Thế vậy thì về thi thể nó sẽ là như thế này. Thì các bạn học tiếp theo. Thế thì về vi thể thì người ta cũng lấy những cái thành phần nó cấu tạo nên u để người ta làm. Và người ta cũng thấy rằng mặt trong của những cái phần rỗng đó, nó có những phần đặc và phần rỗng. Nếu có những phần rỗng thì người ta thấy là nó đều là có cấu tạo giống như da hoặc niêm mạc, tức là nó đều có biểu mô lát tầng. Đấy, có cấu tạo. Thế còn dưới mô đệm của nó thì nó có rất nhiều thành phần. Mô đệm của nó ở đây nó có thể rất là dày, bởi vì là như thế này, cái u này nó không còn là một cái u rỗng nữa, mà nó chỉ có thể rỗng một số chỗ như thế này thôi. Còn có những chỗ thì nó có cái răng này, có những chỗ thì nó lại có một cái đoạn ruột này dài ngoằn ngoằn thế này. Đấy, nhưng nó đều nằm ở trong cái mô đấy hết.
bao bao bọc xung quanh nó đều là những cái mô liên kết lỏng nhẹp hết. Đấy. Thế thì bao giờ người ta thấy là có lớp biểu bì. Đấy, biểu bì đây. Dưới lớp mô đệm của nó có tuyến phụ thuộc da, như ở đây có tuyến mồ hôi. Thấy chưa nào? Ngoài ra xen kẽ người ta thấy là có những tế tám tế bào. Ở đây là tế bào gì ạ? Mô sụn. Thấy chưa nào? Các đám sụn đây. Đây, các đám tế bào sụn. Đấy. Và những thành phần của những lá thai khác. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy sụn thì chúng ta khẳng định nó là của gì ạ? Trung bì. Trung bì. Đúng chưa nào? Nghĩa là ở đây là có ngoại bì, có trung bì. Đấy. Cũng có thể có những thành phần như là những tế bào hoặc của các mô khác nhau. Các mô khác nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng có các tế bào tuyến mồ hôi, có các tế bào tuyến bã, đúng chưa? Có các diện tế bào mỡ ở đây nữa, nhuộm đi rồi nên là nó chỉ còn gì, còn có hốc mỡ thôi, như là có các tế bào sụn, đấy, có các tế bào của một tuyến nội tiết. Đọc đây, các bạn nghĩ nó là của tuyến gì? Tuyến giáp. Ừ. Nó giống như tuyến giáp, cấu tạo bởi các tế bào đa diện tạo thành tuyến, lòng tuyến chứa đầy chất keo mắt màu hồng thuần nhất, đúng không? Và giữa chất keo với các tuyến có những không bào điện, không bào tu, như là tuyến giáp. Thế thì đấy, nó có đầy đủ các thành phần của các lá thai khác nhau, thậm chí có cả những thành phần của các tuyến nội tiết, thì người ta gọi là u lợp bì tuyến tạng. Thế thì về mô tả thì chúng ta mô tả chung nhất, bởi vì là nó những cái này nó đa dạng lắm, nó có thể thấy thành phần này, có thể thấy thành phần kia, tùy thuộc vào những viện, những trường hợp cụ thể. Đấy, ví dụ như tôi nói hình dạng nó đã khác nhau rồi, đấy, thì thành phần cấu tạo bên trong cũng khác nhau. Đây, thì chính là về u nấng bì, hay loại u nấng bì. Bây giờ chúng ta sang một loại u thứ ba, một cái loại u khác gọi là u đặng. Vừa nãy chúng ta học cái u nang và chúng ta học u đặng. U đặng thì nó có nhiều loại u đặng. U sơ, u lành phô, u Brenner, thậm chí u hạt rất nhiều. Nhưng mà bài này thì muốn giới thiệu các bạn một loại u cũng khá thường gặp, và nó mang đặc điểm nó cũng tương tự như là ở những cái u mà các bạn vừa học. Đấy là thành phần cấu tạo của nó bao giờ cũng gồm có diện hai thành phần. Thì cái u Brenner thì nó cũng cấu tạo bằng hai thành phần. Nó là thành phần biểu mô và thành phần liên kết. Và cái u Brenner này thì theo đúng mô tả là nó chính là hiện tượng quá sản của các tế bào để nó tạo thành. Đấy, giống như bình thường các bạn vẫn học. Thế thì thế nào là u Brenner? Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xem đây là tế bào gì như thế. Về đại thể thì u nó cũng có thể xuất phát ở một bên hoặc cả hai bên bụng trứng. Hình dáng của nó thì cũng có thể khác nhau, có thể hình tròn, cũng có thể là có nhiều thùy, nhiều cục lồi lên ở bề mặt. Thế chưa nào? Ở đây các bạn nhìn thấy một bức tranh rất đẹp người phụ nữ Việt Nam đang ngay. Đúng. Trời tối được không nhìn đầu. Thế thì bên này cũng có một u Brenner và bên này cũng có một u Brenner. Đúng không? Về mặt đây có thể là rất là diện toàn diện, ví dụ như cũng có thể là diện có những cục rồi. Tuy nhiên thì ranh giới rất rõ ràng bởi đó là một u diện u lành tính, đúng không? Đấy.
cái điều chúng ta đáng quan tâm ở đây là thành phần cấu tạo nó tạo nên cái đặc điểm khác nhau ở đây, đó chính là bề mặt của u trên cái diện cắt ra. Thì đối với lại u sơ thì thành phần của nó chỉ có gì thôi, chỉ có tế bào bên kết sơ có sản thôi, hoặc là u biểu mô thì chỉ là gì, các tế bào biểu mô nó qua sản thôi. Và nếu tế bào chỉ có mỗi tế bào sơ qua sản thì trên diện cắt của nó màu của nó sẽ gì, sẽ màu gì, màu trắng. Sơ có bao giờ nó không trắng không? Không. Ừ. Các bạn đã được xem những loại sơ gì rồi? Sơ mít à? À, nó cũng tương tự như sơ mít đấy nhá. Thì sơ mít như muối mít thì gì ạ? Sơ nó gì, màu nó sao không? Trắng hơn, đúng không? Muối của nó là gì? Ừ, đấy. Thế thì ở đây nó cũng thế thôi. Những vùng mà nó cấu tạo bởi các tế bào liên kết sơ thì trên diện cắt nó màu gì? Màu trắng. Còn những vùng mà nó có thành phần cấu tạo bởi biểu mô thì diện nó sẽ có màu vàng. Đấy. Đúng không nào? Trên đại thể nó một đặc điểm hoàn toàn khác như thế. Còn những u khác, ví dụ như là u sơ thì toàn bộ nó đều là diện một màu trắng hết. Đấy. Đây là một cái điều đặc biệt ở trong cái u Brenner. Đấy là về đại thể diện cắt như thế. Đúng không? Hình thể ngoài nó như thế, diện cắt nó như thế, chúng ta mô tả như thế thôi. Còn về vi thể, nó cấu tạo bởi hai thành phần, là thành phần liên kết. Thành phần liên kết này nó là liên kết sơ, nó là thành phần chủ yếu của mô u. Đấy. Và xen kẽ thì nó có thể là những cái đám, mà tại vì là trong cái hiện tượng quá sản bao giờ có hiện tượng là các tế bào nó chèn ép nhau và nó gây một thoái hóa cục bộ, nó tạo nên những đám thoái hóa keo. Cái này bao giờ trong u nó đều có một cái kèm theo là bao giờ có hiện tượng thoái hóa, đúng không? Thì nó có nhiều loại thoái hóa, giờ có những loại nó thoái hóa dày, thoái hóa keo, hoặc là nó bị canxi hóa. Đấy. Còn thành phần thứ hai là thành phần biểu mô. Thì biểu mô nó là những tế bào đa diện. Đấy, nó liên kết theo lòng lẻo tạo thành những đám. Và nó có thể nó có chi tiết, thậm chí là nó có thể tạo thành dạng một cái tuyến. Đấy. Cũng chính này. Được chưa này? Thế thì những cái loại tế bào này thì một cái điều đặc biệt mà điều cần phải để ý nhấn mạnh là giữa cái quá sản của tế bào liên kết sơ và quá sản của những tế bào biểu mô thì những tế bào này nó nằm xen kẽ nhau. Những tế bào biểu mô nó tạo thành từng đám vậy, nó nằm xen kẽ ở trong đám tế bào liên kết sơ, nhưng ranh giới của những tế bào biểu mô, những đám tế bào này với lại liên kết sơ nó làm sao, nó rất rõ ràng, chứ nó không bị xen lấn xâm lấn vào nhau. Nó thể hiện một đặc điểm của một sự kiện lành tính rất là rõ ràng. Và đấy, tôi đây các bạn xem cái hình ảnh là cái thành phần chính của mô chính là thành phần gì ạ? Liên kết. Đấy, nó tạo thành những dải, những đám đang xen vào nhau tạo thành những hình ảnh rất đẹp, trông giống như là tranh của gì ạ? Picasso. Ừ, Picasso vậy, đúng không? Đấy, cái tranh mà nhìn chả biết nó là cái gì. Ừ, nó cứ xoay xoay rồi nó cứ đấy. Được chưa nào? Được chưa? Đấy là thành phần liên kết sơ. Còn ở đây nó là thành phần biểu mô đây.
nó tạo thành đám tế bào liên kết lòng lẻo với nhau, đúng không nào? Đấy, chả ra một cái thể thống gì cả, đúng không? Thậm chí có thể tạo thành diện, thành một tuyến, dạng một tuyến có chế tiết, đúng không? Tình tiết tròn vo ở giữa đây. Đấy. Nhưng tôi vẫn nhắc lại là ranh giới giữa đám biểu mô này với mô liên kết này nó làm sao? Rất là rõ ràng, được chưa? Đấy, không có hiện tượng xâm lấn, chèn ép lẫn nhau sao đấy. Đấy nó là một cái đặc điểm rất quan trọng để chúng ta khẳng định nó là một cái U-Glander thành tinh. Tương tự đây, còn to hơn lên một chút. Chúng ta thấy các đám tế bào biểu mô này nó sắp xếp một cách lỏng lẻo, không theo một cái sự trình tự gắn kết nào cả, đúng không? Đấy. Có thể có những tế bào chế tiết, đấy, tế bào nhỏ hơn, để được chế tiết. Để phần liên kết sơ đây, nhưng mà bao giờ thế nó có ranh giới rất rõ thế này, ở đây như thế. Được chưa? Thì cái này chính là cái đặc điểm về vi thể của U Brenner. Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn cái mục tiêu thứ nhất là đặc điểm là những bệnh của một số U trong tương lai. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang mục tiêu thứ hai là liên hệ phân sản. Thế thì thứ nhất là cái việc chẩn đoán và phát hiện bệnh. Thì theo các bạn nó có dễ không? Có. Đó. Tại sao nhỉ? Vâng, quý u thường tiến triển âm thầm, thậm chí từ giai đoạn bào thai, không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng. Nhưng mà cái phương thức để chẩn đoán thì nó làm sao? Nó dễ thôi, chỉ cần chúng ta viện siêu âm là có thể phát hiện ra được. Và chính vì thế nên là thường là người bệnh thường phát hiện ra bệnh khi mà một là tình cờ đi khám sức khỏe, đúng không? Tình cờ đi kiểm tra một bệnh nào khác thì mới phát hiện ra. Nhưng mà trong cái chuyện mà đi khám một cái bệnh khác thì nhiều khi là nó cái bệnh đấy nó chính là cái biến chứng của cái diện của cái u này. Thế thì những biến chứng nó có thể xảy ra đó là gì? Một là gì ạ? Xoắn u nang. Thế các bạn vừa nãy nhớ này, u nang nước là nó có gì ạ? Gì nữa? Cái gì mà để nó có thể làm xoắn được? Tại vì nó có gì? Cuống. Đấy. Cái cuống lên nó trông giống như kiểu là cái quả su su ấy, nó treo lơ lửng ở trên da đấy. Đấy. Thế thì gió nó thổi mà nó bật nhiều quá rồi gì? Nó xoắn lại. Nó xoắn cái cuống. Cái cuống nó như thế này. Đấy, nó xoắn cái cuống này. Thế thì cái cuống này nó gồm có mạch máu thần kinh nó chạy vào đây. Nên là nó gây nên miệng. Xoắn nó gây hoại tử cái u này. Đấy. Gây hoại tử. Thứ hai là cái mạch có thần kinh nên là nó gì ạ? Đau kinh khủng. Đấy, một trường hợp này các bạn đi lâm sàng sau này học lâm sàng. Đấy, nhớ là tại sao nó đau, nhớ là tại sao nó nguy hiểm từ mổ cấp cứu, bởi vì nếu không mổ nhanh thì nó sẽ dẫn đến cái thứ hai là gì ạ? Vỡ. Đấy. Vỡ thì nó có thể tại vì xoắn là dẫn đến vỡ, nhưng cũng có thể là do gì ạ? Do chấn thương, đúng không? Đấy, do tình cờ bây giờ ra chơi tự nhiên rồi. Một bạn nữ có cái u nang nước đang đứng chơi, một bạn nam đến đá bột kê vào bụng thì là vỡ. Cái thứ ba là chèn ép các tạng xung quanh. Đấy. Thế thì nó có thể chèn ép vào cái gì? Hello. Không đoàn, không đoàn, không đoàn,
bảo bảo người ta là ở trên dòng là ký gửi đâu đấy, ban thương hiệu công đoàn này. Thế thì chèn ép các bạn xung quanh cũng chính là một trong những lý do để người ta đi, người ta khám bệnh. Đấy. Có thể là chèn ép vào diện, vào bàng quang, gây nên gì? Đáy răng. Nếu đáy răng nhiều, tự nhiên đi kiểm tra, thấy có khí u, đúng không? Đấy, xin các bạn tổ chức. Rồi có thể chèn ép vào diện, vào điều khoản, gây nên gì? Điều khoản này đi đây. Gây nên ứ nước ở bể thận. Còn niệu đạo nó bí đái chứ. Rất nhiều niệu lắm. Đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là nó chèn ép vào tử cung. Đấy. Rất nhiều chị em là lấy chồng xong rồi đến khi mà muốn có thai mãi chẳng thấy có thai. Tại vì là cái u nó chèn ép vào tử cung, nó luôn luôn là điện làm cho tử cung này luôn tẩy nước ra và điện tăng co bóp. Thế tử cung mà tăng co bóp thì có khác gì là đặt vòng đâu? Các bạn đã biết là nguyên tắc đặt vòng là thế nào chưa? Là cho một cái vật lạ vào trong buồng tử cung, nên là tử cung nó luôn luôn co bóp để nó gì đẩy ra. Thì có trứng nào nó được thụ tinh thì nó làm tổ được, đúng không? Đấy, nguyên tắc là như thế. Thì đây là cái tử cung luôn co bóp để nên trứng không làm tổ được, cái mãi không có con. Thế mà có những quả trứng nào nó xin nó tốt thì nó cũng bám vào được. Nếu bám vào được thời gian thì nó to lên thì không chịu được nữa thì nó sao? Thì cũng bị đẩy ra ngoài, người ta gọi là gì? Để sai. Nếu thậm chí là có những trường hợp thì không thể thai phát triển tốt, cho đến lúc đẻ thì gì ạ? Cái u nó chẹn vào lớp cổ tử cung, thế là gì? Thế thì khó đẻ. Gì ạ? Phải mổ. Đấy. Đấy là những cái bây giờ trẻ nhau. Còn một cái nữa, đó là ung thư hóa. Thì cái ung thư hóa như thế nào thì các bạn về sẽ đọc vào cái phần 2 là phần về ung thư. Thế chưa nào? Để trả lời cái vấn đề ung thư hóa. Phần về điều trị. Điều trị thì đối với u nang cơ năng thì người ta nhận trường không phải điều trị. Nhưng u nang thực thể thì người ta phải nhận phẫu thuật để cắt. Tuy nhiên có một điều là tôi muốn hỏi các bạn suy nghĩ là người ta đối với u nang ấy, các u nang người ta có thể dùng phương pháp là người ta sử dụng cái kim chọc dưới hướng dẫn siêu âm, người ta chọc người ta hút hết dịch, hút hết nhầy, sau đó người ta tiêm cái chất gây sơ vào trong đấy để điều trị. Thì cũng có những trường hợp thì nó thành công, nó không có u trở lại nữa, nhưng mà có những trường hợp thì u nó lại tiếp tục, nó lại để to trở lại. Thì nguyên nhân nó to trở lại là tại đâu? Tại đâu? Tại cái gì? Đây tôi về nghiên cứu nhé. À, tại gì? Rồi, chính xác. Đấy. Là tại vì chúng ta hút ra thì mới chỉ hút được gì ạ? Được dịch thôi. Nhưng mà những cái tế bào mà nó sinh ra cái dịch đấy thì nó làm sao? Nó vẫn còn ở trong. Nên là gì? Nó vẫn có thể gì? Nó tiếp tục với chế tiết. Đúng chưa ạ? Nhưng mà em thấy nó có sơ vào nó phát triển cái ấy rồi. Chính vì thế, người ta cũng đã đề phòng bằng cách người ta tiêm chất gây sơ. Nhưng mà sơ nó cũng chỉ là tạo thành sơ thôi. Chứ còn nó đã đủ để tiêu diệt cái tế bào gốc chưa? Nó chỉ che phủ tế bào gốc thôi chứ nó không tiêu diệt. Đúng không? Thế nên có những trường hợp tế bào ở trong u nang nước nó ít tế bào. Tế bào nó chế tiết chậm thì thường là nó sẽ chế tiết mạnh nữa. Nhưng mà nhiều trường hợp thì nó cũng không thành công. Bây giờ tôi mời các bạn đừng quên ra chương.